Kênh Công Bố Món Ăn xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn món thai heo sốt Thái giòn ngon và rất là hấp dẫn. Ăn thì có vị chua chua ngọt ngọt, rất là ngon luôn. Và nếu thấy thích món ăn này thì xin mời các bạn xem hết video. Xem video nếu thấy hữu ích thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video này. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật các video mới khi kênh ra. Còn bây giờ thì mình xin mời các bạn xem qua nguyên liệu và cách làm món ăn này nha. Nguyên liệu thì mình sử dụng ở đây là hai cái thai heo là 650g nha. Thì mình sơ chế, mình cạo lại những cái lông cho nó sạch. Và mình bóp qua muối và nước chanh để cho nó được sạch nha. Sau đó rửa lại với nước và để ráo nha. Bên đây thì mình có hai trái xoài là 700g. Xoài này còn sống nha. Bên trong nó vàng nhẹ thôi, vẫn giữ được cái độ giòn ngon. Các bạn lựa cái giống xoài chua ngọt vừa phải nha. Và một trái cà rốt là 190g, 50g củ gừng đập dẹp nha. Và hai cây sả các bạn cắt ngắn và đập dẹp luôn. 5 trái ớt hiểm và một trái ớt sừng là 20g, 5 tép tỏi và 5 củ hành tím, 13 trái tắc nha. Và 50g mê chín, thêm 3 cây sả nữa nha. Rồi, và một số gia vị nêm khác nữa. Bây giờ bắt tay vào thực hiện thôi. 3 cây sả thì mình sẽ cắt lát xéo mỏng nha, để mình trộn với tai heo. Ớt sừng thì mình cũng sẽ cắt lát xéo mỏng nha. Cà rốt thì mình bào vỏ đi, sau đó mình sẽ cắt ngắn lại. Rồi mình chẻ đôi ra nha. Và cà rốt thì mình cũng sẽ cắt lát thật là mỏng nha, để mình trộn cho nó dễ thấm. Xoài thì mình cũng bào vỏ sạch rồi, sau đó các bạn rửa lại cho nó sạch phần mủ nha. Rồi mình sẽ lạng và lấy cái phần thịt xoài, rồi bỏ hạt xoài đi nha. Bây giờ mình cắt ra thành những cái miếng vuông nhỏ nhỏ nha. Tùy vào các bạn thích ăn to hay ăn nhỏ thì mình cắt cho tùy sở thích ha. Tỏi thì mình sẽ băm nhỏ ra. Tím thì mình cũng sẽ băm nhỏ luôn. Ớt thì mình cũng sẽ băm nhỏ luôn nha. Tắc thì mình dùng 10 trái, các bạn sắc ra lát như này và loại bỏ hạt. Thì phần này mình sẽ trộn cùng với chân gà nha. Nếu các bạn giữ lại hạt thì mình trộn ăn sẽ bị đắng ha. Ba trái còn lại thì mình cắt đôi và mình sẽ vắt lấy nước nha. Năm mươi gram mê chín cho ra chén và mình đun sôi 100ml nước, mình cho vào để mình dầm, mình lấy chất mê nha. Rồi mê mình dầm ra hết cái chất này thì mình vớt bỏ hạt đi. Cho một ít dầu ăn vào chảo nha. Và cho hết phần tỏi, hành tím và ớt băm vào để mình phi cho vàng thơm lên. Và khi phần nguyên liệu đã vàng thơm lên thì mình tạm thời tắt bếp để nêm gia vị cho không bị cháy nha. Rồi mình sử dụng ở đây là 8 muỗng nước mắm nha. Và 7 muỗng đường, 7 muỗng nước lọc và 1 muỗng nước tắc nha. Nước mi thì mình sử dụng 3 muỗng nha. Và 1/4 muỗng bột ngọt, 2 muỗng ớt bột Hàn Quốc
thì có màu cho đẹp thôi chứ ớt này không có cay nhiều nhé. Và 3 muỗng tương ớt nha. Rồi các bạn bật bếp lên và mình khuấy cho tan gia vị ra nha. Khi mà sốt sôi mạnh lên á, thì mình khuấy đều cho tan gia vị ra. Và mình sẽ để cho phần sốt này á, nó sánh đạt lại. Mình để tầm 2 phút rồi mình tắt bếp nha. Rồi các bạn nhấc và để xuống máy quạt cho nó nhanh nguội ha. Luộc tay heo thì mình sử dụng 1 muỗng muối cho vào nước và thêm khoảng tầm 3 muỗng giấm nha. Và cho sả đập dẹp và gừng đập dẹp vào. Cho tay heo vào để luộc nha. Đậy nắp lại và mở lửa lớn cho nhanh sôi lên. Mình luộc được 15 phút rồi thì các bạn sẽ chở tay heo lại để mình luộc cái mặt bên kia thêm 15 phút nữa nha. Rồi tay heo lúc này mình đã luộc được 30 phút rồi thì mình sẽ tắt bếp và vớt tay heo ra. Các bạn chuẩn bị cho mình thau nước đá, mình ngâm vào để tay heo được giòn nha. Rồi mình sẽ để tay heo đây ngâm tầm 10 đến 15 phút nha. Rồi mình ngâm tay heo được 15 phút rồi thì các bạn sẽ vớt ra. Khi vớt thì rửa sạch lại cái tay heo để loại bỏ những cái phần mỡ nha. Rồi mình để tay heo đây cho hơi ráo nước chút xíu, rồi mình đem đi cắt. Mình sẽ cắt đôi tay heo ra và mình cắt theo cái chiều ngắn nha. Các bạn muốn ăn dài á thì mình cắt theo cái chiều dọc á để cái miếng tay heo của mình nó được dài hơn ha. Rồi cắt xong thì các bạn cho hết các nguyên liệu đã chuẩn bị vào để mình trộn thôi. Phần nước sốt á mình để cho thật là nguội rồi nha, thì bây giờ mình cho hết vào để mình trộn. Bây giờ thì trộn đều lên thôi. Lúc này mình trộn đều món ăn lên rồi thì có thể ăn liền luôn. Hoặc là muốn ngon hơn á, thì mình để tầm nửa tiếng đến 1 tiếng cho tay heo được thấm gia vị hơn, ăn sẽ ngon hơn nha. Và bây giờ thì cho ra dĩa để thưởng thức thôi. Rồi mình xin mời các bạn nha. Bây giờ mình thưởng thức thử nha. Tay heo thì giòn, ăn thì có vị chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Và món này mình ăn chơi hay là mình làm bầu nhậu đều rất là tuyệt vời nha. Xem video nếu thấy hữu ích thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video này. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật các video mới khi kênh ra. Còn bây giờ thì mình tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn tiếp theo nha.